Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phần mềm của YouTube cho iPhone. Cái phần mềm này sẽ giúp ích chúng ta sẽ quản lý được tốt video, lượng xem và lượng tiền ở trên YouTube chúng ta kiếm thế nào. Thì đây là phần mềm Studio. Thì chúng ta kích vào Studio. Khi vào thì nó là Analytics. Ở cái mục của Analytics ở trên điện thoại của các bạn, thì chúng ta sẽ kiểm tra được lượng tiền. Đây là doanh thu của chúng ta này, lượng đăng ký, lượng người xem này. Vì cái kênh này của mình mới đăng ký xong thì nó chưa có lượng người xem nhiều. Khi chúng ta kích vào, chúng ta vào lại này, Analytics tổng quan. Đây là tổng quan các thứ của mình. Đây, chúng ta kích vào xem thêm. Thì trong phần xem thêm này thì chúng ta có khoảng thời gian xem thực này, thời gian các video đoạn cuối này, thời gian phút xem đoạn cuối bao nhiêu này, số lượng lượt xem này. Đây là tổng thể các cái video của chúng ta, hoặc tổng thể các thời gian xem của video ở trên mạng thì chúng ta có thể quản lý tốt được. Chỗ này là lượng tiền doanh thu này, đăng ký này. Đấy, video hàng đầu, doanh thu này chúng ta có thể kiểm tra được các phiên giao dịch này, số lượng tiền này, kích quảng cáo này, loại quảng cáo gì này, video thu nhập tốt nhất này ở các quốc gia của chúng ta, hàng tuần, đầu tháng, hoặc là CPC, CPM khám phá. Và mật khoản khám phá thì chúng ta loại nguồn lưu lượng truy cập, hoặc là các nguồn bên ngoài thì chúng để chúng ta biết lượng nguồn nào truy cập nhiều nhất, điện thoại này, máy tính này, tivi này. Đấy. Các nguồn bên ngoài hàng đầu, nhà cái nào lượt xem đầu tiên thì nó sẽ hiện lên, ví dụ như là PC hoặc là máy tính nó sẽ hiện lên đầu tiên, còn điện thoại. Đấy, các cụm từ tìm kiếm hàng đầu trên YouTube, nghĩa là các cụm từ tìm kiếm ở kênh của bạn là như nào, ví dụ như tập gym chẳng hạn, gym đây thì chúng ta sẽ hiện lên đầu tiên. Các video đề xuất nội dung của bạn. Đấy, các nội dung đề xuất nghĩa là các cái video của người khác xem và mình sẽ đề xuất ở bên cạnh màn hình bên cạnh. Đây mình cho các bạn xem nội dung đề xuất nha. Ví dụ như là mình xem video này, đúng không? Thì nội dung đề xuất nó sẽ bên dưới này, nó sẽ đi tiếp theo. Đấy. Các bạn xem chuẩn rồi thì nó sẽ tiếp theo ở dưới này luôn. Khán giả, đây là số lượng xem khán giả của chúng ta. Chúng ta biết lượng khán giả là nam, nữ, hoặc là số lượng tuổi để chúng ta điều hướng chạy quảng cáo AS tốt nhất. Khi chúng ta biết là lượng người xem là của chúng ta là ai thì chúng ta sẽ kích các độ tuổi, quốc gia đứng đầu này. Đấy, các quốc gia và cái video của mình xem và check các quốc gia đấy nó thế nào, nó là lượng đứng đầu tiên ở của trang của mình không, ngôn ngữ phụ đề hàng đầu. Đây là nội dung tương tác. Nội dung tương tác nó sẽ hiển thị lên là số lần nhập hiển thị này, số lần nhập mỗi thẻ này, như là các thẻ chúng ta tạo video hoặc up lên chỉnh sửa. Thì để phần tiếp theo ở cái phần giới thiệu ở trên cái trình duyệt web thì mình sẽ giới thiệu các cái lượt link này, các thẻ này, các video lượt chú thích. Đây là danh sách, đây là chúng ta tạo những danh sách phát để cho tốt nhất, để tạo hiệu ứng người xem. Khi chúng ta chia sẻ một danh sách nào đấy thì họ có thể học được các cái bài của chúng ta tốt nhất. Và xin chào các bạn. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh để xem những video tiếp theo.